Đây là một cái bức tranh tổng thể cũng như những cái vấn đề mà thầy đưa ra, đó là những thực sự đó là những cái nỗi đau của các doanh nghiệp, không những là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin chào các anh chị, như ban đầu em đã chia sẻ thì những cái lợi ích mà eBay mang lại thì rất nhiều. Xin cảm ơn thầy Quốc đã chia sẻ trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đây là một cái bức tranh tổng thể cũng như những cái vấn đề mà thầy đưa ra, đó là những thực sự đó là những cái nỗi đau của các doanh nghiệp, không những là doanh nghiệp vừa và nhỏ mà doanh nghiệp lớn cũng mắc phải. Các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa hơn, tinh gọn hơn và có cái danh sách khách hàng tiềm năng thì nên là đăng ký. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn thầy Quốc, cảm ơn Monroe đã tổ chức buổi học hôm nay ạ.